Dạ, em Hiếu xe đạp Nhật Bản chào các bạn nha. Quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Hôm nay lại lên cho các bạn tiếp tục là BNG nha các bạn. Đây, tiếp tục lên cho bạn những con BNG siêu đẹp nha các bạn ha. Đây, một con Bato đó các bạn. BNG Bato cực kỳ là hiếm luôn nha các bạn. Rất là hiếm các bạn ơi. Đây, con BNG Sebok 1 nè. Cuối cùng là một con Gian ha. Giá cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Giá cực kỳ rẻ nha. Các bạn theo dõi em quay chi tiết em sẽ báo giá cho các bạn ha các bạn ơi. Em thông báo trước các bạn thì hôm nay giá rất là rẻ các bạn. Đó. Rồi, con BNG Bato nè. Size là 44 ha các bạn ha. Ngang là 53.5 ha các bạn. Thì cái size này size XS các bạn. Size này size XS ha. Các bạn từ 1m55 tới 1m65 các bạn chạy con này. BNG rất là đẹp luôn các bạn, màu xanh ha. Màu xanh ha các bạn ơi, Bato ha các bạn. Đó. Đây bộ tay thắng là Shimano Alivio các bạn, cực kỳ cao cấp các bạn thấy không? Bộ tay thắng Shimano Alivio ha, thì em này sử dụng là ba dĩa 8 lít ha các bạn, bộ tay bấm xả Shimano rất là đẹp luôn. Cái tay lái của em nó cong cong lên nhìn cực kỳ là đẹp ha. Rồi trang bị cho bạn cái đèn trước rồi nè, đó, bô tăng nè, đó, bô tăng này là bô tăng CNC ra nha các bạn, rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Bô tăng CNC nha, cực kỳ đẹp, zin theo xe ha các bạn. Và cái con Bato này các bạn ơi, cái con Bato này rất là hiếm, các bạn tìm không có đâu. Cái logo BNG là nguyên miếng nhôm luôn nè, nguyên miếng nhôm logo BNG luôn, cực kỳ là hiếm nha bạn. Màu này màu xanh ha. Đó, các bạn biết rồi, những con mà hiếm là những con cực kỳ là chất lượng ha các bạn. Bato là BNG nó các bạn. Đó, anh em này đi hai cái phục trước nè các bạn ha. Phục trước của em nó đây, dòng MTB thì có phục trước của em nó đây ha. Đó, phục có cái mã là Sixbox ha các bạn, rất là đẹp, phục nhúng cực kỳ êm ha các bạn. Càng thắng Shimano đây ha, các bạn thấy không? Càng thắng Shimano, vỏ của em nó vỏ rất là ngon các bạn ha. Đây, vỏ của em nó rất là ngon. Vỏ này để em coi cái thương hiệu của cái vỏ này. Vỏ này vỏ 26 các bạn, 26 nhân 1.50 nè. Đó. Vỏ 559. Thương hiệu là CBA đó các bạn. CBA đây ha. Các bạn thấy không? Tâm inox sơn tĩnh điện, đùm là đùm Shimano ha các bạn. Đùm Shimano đây. Đó các bạn thấy không? Đùm Shimano ha. Rất là đẹp các bạn ơi. Em dòng MTB này chạy rất là êm, cộng với cái bánh nó to nữa các bạn ha. Bánh 26 inch, bánh rất là to các bạn ha. Chạy rất là ngon. Thì em này các bạn từ 1m55 trở lên là chạy được rồi. Đó, khung sườn của em nó rất là đẹp. Trang bị cái đèn sau này ha. Đèn sau nè. Đây, yên thể thao ha bạn. Đó, yên thể thao ngồi rất là êm các bạn ha. BNG ha. Đây tem là của nội địa Nhật đây ha. Tem nội địa Nhật. Đây là cái thông số nè. Cái này là sơn lên xe luôn nha các bạn. Cái này là sơn hàng lên xe luôn nha. Đây là nhôm 7005. Đó. Rất là cao cấp nha các bạn ơi. Càng thắng sau là Shimano ha. Vỏ sau cũng theo vỏ trước luôn ha. Em này sử dụng 8 lít ha các bạn. 8 lít cái sang lít Shimano Alivio này. Ba dĩa ha bạn ha, ba dĩa ha, sang dĩa là Shimano Alivio luôn các bạn ơi, cực kỳ là cao cấp luôn nha các bạn. Các bạn lấy con này được cực kỳ cao cấp nha. Giờ 1m55 tới 1m65 chạy được rồi. Đó, mua về cho con của mình đi học tầm lớp 9. Đó, tầm cấp 2 là chạy con này là ok rồi ha. Và các bạn, các cô chú anh chị nào chiều cao khiêm tốn 1m55 á tới 1m65 á, nói chung là dưới 1m6 chạy con này ha. Đó, trên 1m6 chạy cũng được luôn ha. Đó, trong cái khoảng đó các bạn ơi. Đó, nói chung con xe rất là đẹp. Cái con BNG Bato này cực kỳ là hiếm luôn. Đó, phục Sixbox nè bạn, cái phục nhúng cực kỳ là êm nha. Đó, Bato nè các bạn ơi, khung sườn của em nó nè, những có mối hàng của em nó đây ha. Rất là đẹp. Rồi trang bị cái bình nước cho các bạn, cái gọng nước này gọng nước zin theo xe luôn nha. Bạn thấy không? Vừa dĩa nè, nhôm trắng tinh luôn, chân chống nhôm rồi ha. Đó. Rất đẹp các bạn ha. Thì màu xanh thương hiệu của BNG là màu xanh này nè các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Đó, con này tự 1m55, 1m65 các bạn chạy con này ha. Rồi các bạn coi tổng quan con xe nè. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Con xe nhìn cực kỳ là lực và chắc chắn luôn nha các bạn. Nhìn cực kỳ chắc chắn. Vì cái dòng Bato này nó hiếm mà nhìn con xe nó đẹp quá các bạn ơi. Đó, rất là đẹp nha. Clip dĩa của em nó rồi chạy khỏi chơi luôn ha. Chạy rất là ngon các bạn. Rồi con này, con Bato này để cho các bạn giá 9 triệu ha.
9 triệu em bao ship các bạn ơi. Rồi các bạn quan tâm alo cho em nha, 0975158377. Đó, con này về chạy là khỏi chơi. Thương hiệu Bastor. Đó, BNG Bastor nha, rất hiếm các bạn ơi. Rất hiếm nha. Rồi. Tiếp theo là con BNG Sport One các bạn ha. BNG Sport One. Con này cũng nhìn cũng rất là đẹp. Con này là khung nhôm càng thép ha, khung nhôm càng thép Sport One hả các bạn. Tay bấm xả này Shimano, ba dĩa đây. Ba dĩa 8 lít ha. Đây còn cái tem của Nhật nè, nó bấm lại nè. Cái tem siêu thị nè. Đây. Đó, đẹp trước nè. Tay lái vô tăng rồi rất là đẹp. Chén cổ FSA, nắp chén cổ pin chim luôn nha. Nó yên nè, yên rất là đẹp các bạn. Yên rất là đẹp nha. Các bạn thấy không? Xe cực kỳ đẹp. Đây còn pin chi nè, khung nhôm nha. Khung nhôm không mối hàng luôn các bạn ha. Sport One màu trắng một chai, càng của em nó càng thép là dài chỗ nó bị chóc sơn nè các bạn ha. Đó, càng thép dài chỗ bị chóc sơn. Em nói các bạn chạy mấy con càng thép này cực kỳ chắc chắn nè, qua những cái ổ gà đó không sợ luôn các bạn ha. Đó, các bạn nào thích đẹp á về dặm lại khúc này. Dặm lại ha. Đó, càng thép. Đó, dòng Sport One. Đó, càng thắng nè, rất là đẹp. Vỏ này vỏ 723C. Vỏ Daily ha, Indonesia ha, niền nhôm hai lớp xé gió luôn các bạn ơi. Tâm inox sơn tĩnh điện. Đó, có mở khóa nhanh ha. Pin chi nè, màu trắng rất là đẹp các bạn. Sport One các bạn ha. Cốt yên là zin theo xe luôn, CNC ha. Có đèn sau nè, trang bị cho bạn rồi ha. Rồi em này đi cái sang clip là Shimano Tuner TX ha. Tuner TX xài 8 clip rồi bạn. Đó, Tuner TX xài 8 clip ha. Đây clip của em nó nè, các bạn nhìn cái clip này, cực kỳ đẹp nha bạn. Rồi, giờ dĩa là ba dĩa ha bạn, ba dĩa sang dĩa Shimano Tuner. Đây. Đây sử dụng chất liệu nhôm alloy. Đây có cái tem đổ xe với tem siêu thị nè, tem đổ xe đó các bạn ha. Đây, tem an ninh nè, đầy đủ luôn các bạn, tem an ninh tem vàng dưới đây. Vỏ sau cũng là vỏ Daily Indonesia luôn ha, rất là đẹp các bạn. Đó, bạn thấy con xe rất là đẹp nha. Đây các bạn ơi, quay qua tới mà đây cho các bạn xem. Đó, Sport các bạn, dòng Sport One, bạn thấy không? Xe cực kỳ đẹp nha bạn, dầu dĩa Shimano này, chân trống là zin theo xe trắng tinh luôn các bạn ha, chân trống trắng tinh luôn nè. Đó, rất là đẹp các bạn. Tới những cọng dây nè, còn của chữ BNG luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Đây, những cọng dây đều là zin theo xe hết, có chữ BNG đây nè. Đó. Rồi, điểm đo cái size cho các bạn. Nãy giờ quên đo size, cái size này cũng gọi là size rất là đẹp các bạn. Size này gọi là size S các bạn ha. Đó, cao có 46 thôi. Ngang là 52 thôi, các bạn tưởng mét 6 tới mét 7 các bạn chạy con này. Bao đẹp. Đó, BNG Sport One các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Rồi con này để cho bạn 9 triệu 5. 9 triệu 5 hả bạn. Thôi hôm nay giảm giá cho bạn rồi để 9 triệu đi. 9 triệu đi các bạn ơi, em bao ship cho. 9 triệu đi ha. Đó. Rất là đẹp các bạn. Rồi con BNG này 9 triệu thôi các bạn. Các bạn chốt thì alo em 0975158377. Rồi, chốt nhanh nha các bạn ơi. Con pin chi rất là rẻ các bạn, Sport One. Rồi cuối cùng con Gian SKRX, thông báo các bạn giá con này luôn ha. Con Gian SKRX này 6 triệu thôi các bạn, 6 triệu được còn một con Gian SKRX đời cao nè, đời cao, sử dụng chất liệu nhôm siêu nhẹ. Con này chỉ nặng hơn xe carbon có một tí thôi, cái khung sườn của em nó sử dụng chất liệu nhôm Alus SL rất là nhẹ luôn các bạn. Em này size M, size 50 nè, ngang đây ha, ngang 54.5. Rồi, rất là đẹp các bạn. Gian SKRX đi dây âm sườn hết nha. Màu đen tem đỏ rất là đẹp. Khung nhôm. Đó, khung nhôm ha. Càng này là càng nhôm luôn các bạn ha. Càng nhôm. Đấy, vỏ của em nó nè. Vỏ CST ha. Vỏ cực kỳ đẹp luôn. Còn gai đầu luôn nè. Vỏ còn gai đầu. Niền xé gió. Bộ tay bấm xả Shimano Antus đời mới đây. Em này là đi 9 clip ha bạn. 9 clip luôn các bạn ơi. Phản quang trước nè. Tay lái, bô tăng đều của Gian hết nha. Rồi em này đi 9 lít 3 dĩa các bạn. Rất là đẹp. Đây yên nè. Vỏ sau nè. Đó, vỏ sau này ha các bạn. Rất là đẹp. Em này đi 9 lít các bạn ha. 9 lít nè.
Shimano Altus này các bạn. Đó, em này nguyên chiếc xe rất là đẹp. Em này bị cứng đây xíu, đây bị cứng đây xíu nè các bạn. Đó, bị cứng nhẹ đây xíu nha. Cứng chốc sơn này các bạn ha. Đây, Shimano nè. Bidan zin theo xe rất là nhẹ luôn các bạn thấy không? Đó. Sang dĩa Shimano Altus đây. Đây, chất lượng ISO này, 42010. Rất là đẹp các bạn, clip của em nó rất là đẹp. Đó, em xe này rất là đẹp các bạn, nó hơi bị cứng nhẹ ở đây thiếu rồi. Đó, cứng nhẹ chốc sơn này các bạn ha. Cứng nhẹ đây tí các bạn về chạy bảo hành các bạn chạy. À, bảo hành chạy thoải mái luôn các bạn ơi, em xe này chạy không biết chừng nào hư luôn các bạn. Những con xe Nhật này không biết chừng nào hư luôn ha. Em gian này chỉ có giá 6 triệu các bạn. Quá rẻ các bạn ơi. À, giá quá tốt rồi. Giá quá tốt luôn ha các bạn. Đây khung sườn bên đây rất là đẹp nha các bạn. Đó, khung sườn bên đây rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ đẹp nha các bạn. Rồi dĩa Shimano pedal zin theo xe luôn nha. Con này 6 triệu thì còn gì để chơi nữa các bạn. Con này 6 triệu phải nói là giá cực kỳ là tốt rồi các bạn. Đó, 6 triệu nha. À, cái size M này các bạn tưởng mét 65 tới mét 75 các bạn chạy con này. Mét 65 tới mét 75 nha. Cũng dàn SKRX, khung nhôm siêu nhẹ luôn các bạn. Đó, các bạn lấy con này là 6 triệu là giá rất là tốt các bạn. À, giá này giá em bao ship rồi nha. Các bạn không cần suy nghĩ. Giá này là giá em bao ship mua chiếc xe chỉ 6 triệu thôi. Đó, bao ship tới nhà. Đó, hôm nay em có 3 con các bạn. Các bạn quan tâm chiếc nào thì alo em nha. À, số điện thoại em 0975 158 377. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Các bạn nào quan tâm thì alo ngay cho em hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho em nha. Đó. Và xe rất đẹp. Rồi, em chúc các bạn có một ngày làm việc thành công nha các bạn. Một ngày vui vẻ bên gia đình nha. Làm việc thành công phát đạt nha các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn những video clip sau. Bye bye.